tại chương trình Gearway. Và bây giờ chúng ta cùng ngay lập tức bước vào trận thi đấu, nơi mà Thoman đang có cuộc giao tranh và họ cũng đã có điểm hạ gục. Phía bên kia là Leo nè, là phải nằm rồi. Ở đây tiếp tục liệu sẽ có thêm một mạng nữa hay không? Đây, Cố Thanh Hàn sử dụng cho mình một tình huống tự đóng băng bản thân nhưng tiếp tục bị truy sát bởi các thành viên của team Thoman và có rung dây móc đạp ngã, và như vậy tiếp tục một mạng nữa dành cho các thành viên của team Thoman. Đấy rồi, AKB đang cố gắng bắt phòng Drybin và đó là thủ phổ chính xác từ vị trí AKB. Luôn là một trong những player duy trì được cho mình một cái phong độ rất ổn định trong lợi ích của team Thoman. Tiếp tục là những thủ phổ qua đầu thôi, sẽ là một thủ phổ kết liễu như chăng đây. Drybin vẫn kịp thời chạy nhưng mà AKB không chấp nhận dừng lại ở đó, sẽ là một chủ động sử dụng cho mình cây côn nhị khúc để lao lên và phát y được chiếc Drybin này rồi. Gồng cho mình đón một kết từ chiếc Drybin nhưng tham minh nó hơi bị sai, né ra rất hay từ chiếc AKB và sau đó liên tục một chuỗi xoay thương vun chặt rồi, sẽ là một múa và như vậy thì Drybin sẽ đi thôi. Té rồi, trong khi đó thì Mew đã chấp nhận xuất hồn. No Dog Gaming họ nói là không, họ muốn bắt hết người cơ. Và bây giờ thì xem nào, mấy người đây bắt đầu tập đếm nha. Và bên phía đặt ca Mew bỏ lại một mạng này, và đó là vị trí của Cam nằm xuống. Và tiếp tục sẽ là pha băm bổ vào đến từ vị trí của Mew, cứu luôn nối dây rất liều. Và tiếp tục là vị trí của Simpson cùng với các thành viên team Nodo. Bây giờ sẽ là khai thác khi cái điểm hạ gục này mà tôi Mew nằm xuống rồi. Sẽ tiếp tục là vị trí của thế giới của Đạt. Ba người bên phía team Đạt Cam Mew nằm xuống cả ba. Sau với vị trí của Kobe đang mất rất nhiều máu, tiếp tục là muốn băm bổ cho Kobe. Kobe né đòn rất dẻo tình huống sủi vừa rồi, đã sủi được lên cái khu vực tầng 2 và hồi lại máu rồi. Bây giờ sẽ quay ngược trở lại giao tranh đến từ vị trí Kobe. Trong khi đó Pháp Mew đang êm vào Metinet nhưng Perry đôi luôn. Perry được hai người trả đam ngược trở lại vùng. Chắc chắn là Kobe nằm làm gì có cửa bật với cây côn full 2 stack này. Tiếp tục vùng đến từ Metinet và kiếm khí của đậu là người kết thúc cho mình cái mạng của Nightset. Chiến thắng hoàn toàn của bên phía team Sunhau trước các thành viên bên phía team 496. Còn Simpson thì đang cố gắng chạy với cái form nhạc sơn của mình như phía sau, thì đối phương đang ba người đuổi theo. Cái form nhạc sơn này sắp hết rồi thì khả năng Simpson cũng sẽ đợi đi mà thôi, khi mà đối phương đã đuổi rất kịp rồi. Quá khó cho Simpson rồi, thôi xong, Simpson sẽ bị bắt lại đây và sẽ là một điểm hầm người cho các thành viên kịp trời đất. Một tình huống mà họ chủ động lao vào mặc dù thì đối phương đã kiểm soát được cho mình cái tính trước rồi. Vậy rồi, vậy rất điên cuồng đến từ vị trí của Simpson. Đây rồi. Và bây giờ thì bật chiêu cuối lên đến từ Simpson. Trời, trời đất, chúng tôi lên một bổ thôi, cho Sim một bổ thôi ở kia. Chọn ông nào thì chọn một ông thôi. Đây rồi. Đây rồi. Một bổ duy nhất và đó là cái set nằm xuống. Thôi người ta nằm xuống rồi, tha đi. Đã tình... nằm xuống rồi, cam sát lại còn bổ nữa. Kia, đây. Và trời ơi, hàng này, Mox. Và bây giờ chúng ta cùng chờ xem pha solo kill và xung kích vừa rồi để đi cancel đi cái đòn đánh của đối phương có vẫn có bùa nha. Mox tiếp tục vào vị trí của Harmonite bị nằm xuống, né. Và Dash là dẻo, đó vị trí của Harmonite bị độc đốt chết. Chiến thắng dành cho vị trí của Simpson bên phía team No Door Gaming. Một tình huống 1v3 tuyệt vời từ vị trí của Simpson và chúng ta thấy rằng cái khuôn mặt của Seth không thể nào hài lòng được trong những giao tranh vừa rồi.